Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma phủ Mộc ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn để khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mình hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a Cồng, com còn nó công các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha zalo của mình là 0938773799 và mỗi cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc với lịch trình đó mọi người có thể là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha um, và còn đến những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó mình sẽ tự quy đỏ ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn à mọi người ha Thế rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã cầm đã tập 1254 ngày hôm qua. Thế tập 1254 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó, chính là bạn tên là Hoàng Kim Lộc. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Tuyên Nguyễn. Cảm ơn Tuyên Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Hoàng Kim Lộc rất là nhiều luôn em. À, thế rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. À trước khi vào chuyện thì mình cũng xin... Uh, nó một sơ sơ là hôm nay là mình đã về đến hit farm của mình mọi người ha cái chỗ mình để cái logo uh, đây là ở trên đây là mọi người ha à, thì đây chính là cái view phòng thì lần trước mình đã có ngồi đây một lần rồi hôm nay mình ngồi là một lần nữa đây là một cái căn phòng gọi là cái view nó gọi là đẹp nhất ở trong cái hit farm của mình luôn à, nhìn về phía bờ sông như vậy ha thì mình chỉ xin nói sơ sơ là mình sẽ ở đây công tác độ khoảng chừng cả 7 đến 10 ngày đó thì 10 ngày tiếp theo thì mọi người sẽ thấy được nhiều cái khung cảnh hơn à, khi mình ngồi kể chuyện mình mỗi một ngày mình sẽ đổi một cái góc nào đó cho nó mới mới một chút xíu ngoại trừ trời mưa nha <laughs> xui xui mà trời mưa thì mình chỉ dám chui vô trong cái phòng để mình còn mình kể thôi ha thôi không mất nhiều thời gian nữa bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha thì rồi câu chuyện đầu tiên này đó là có một bạn bạn này bạn tên là May, bạn đã gửi về cái Zalo uh, cho mình mọi người ha. Thì bạn May bạn có kể là bạn có bạn kể lại vài câu chuyện sau đây. Câu chuyện đầu tiên là do bạn và mẹ của bạn gặp được luôn. Bạn May này là bạn lặng gái. Thì hai mẹ con mà nói là cái thời điểm đó đó là năm 2001. Cái lúc đó thì sau này thì bạn mới được ba mẹ kể lại lắm là cái lúc đó là do là ba mẹ có cãi lộn với nhau thành ra đó là mẹ thì bà có uh, kiểu như bỏ nhà ra đi đó mọi người hay giận quá mà kiểu như muốn ly thân ly dị luôn nhưng mà thật ra không có sau này làm quề rồi cái uh, bà mới ruộng đồ cái bà mới đi qua bên nhà của bác ba là là bác của bác ruột luôn á bác ruột của mẹ để mà ở tạm độ một vài ngày thì cái lúc đó phải nói như vậy này nhà của bác Ba nha. Nói nghe không phải hơi kỳ nhưng mà nó là nhà của bạn thì có vẻ là khá giả hơn nhà của bác Ba một chút xíu. Nhà của bạn lúc đó được ở nhà tường rồi mặc dù là năm 2001 thôi nhưng mà gia đình bạn là đã có uh, nhà tường nhà cấp 4 mình thường mấy tôn ha. Nhưng mà nhà của bác Ba thì gọi là đúng gọi là nhà lá à nhà lá mà vách bằng lá luôn mọi người ha, đó trên mái vắt tranh kỹ nhỏ thì gọi là nhà lá như vậy đó, uhm, thì khi mà qua đây thì bạn nói là bạn rất là sợ tại vì do còn nhỏ mà không phải là bạn chảnh chệ gì mà từ nhỏ mình sinh ra mình được ở trong nhà tường nệm ấm chăn êm, uh, xài quạt máy như ngày xưa thì lúc đó chưa có đủ điều kiện gắn máy lạnh đâu, đó xài quạt máy này nọ đồ mà tuy nhiên giờ đi qua đây ngủ á thì chỉ là ngủ trên một cái giạc giường văn cái bùn như vậy mà nhà tắm còn không có nữa phải không phải là có nghĩa là không có cả cái nhà tắm chứ không phải là không có nhà tắm trong nhà mà không có nhà tắm luôn hỏi bác ba thì mẹ kể là bác ba mỗi lần mà ổng đi tắm là ổng cứ nhảy xuống dưới sông á ổng cứ nhảy cái ình xuống dưới sông rồi ổng cũng tắm rửa nè cái này nghe có phải không tin đúng không lấy xà bông rửa chén hay là xà bông giặt đồ gọi đầu luôn mọi người tin không ngày xưa là có cái chuyện nói chuyện bình thường đã rồi ví dụ như muốn tiêu tiểu thôi dễ rồi đi cầu cá này nọ rồi là cũng bình thường á nói chung là cái lúc đó đối với bạn nó giống như là những cái thử thách vậy đó nhưng mà đó vẫn chưa là gì cái vấn đề mà lúc mà bạn gặp ma đó thì nó mới ghê nó là như vậy bạn nói lúc đó đó thì khi mà mẹ bà bỏ nhà ra đi như vậy thì con con bạn con nít mà nhất là con gái nữa nó dính mẹ nó dữ lắm đúng không y như bơ như 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 nó quấn vợ mình vậy thôi cứ là đi đến đâu cũng sát đích sát đích hết á nhưng mà có một cái cái lúc đó là tầm khoảng chừng cỡ đâu ba bốn giờ chiều gì đó thì à, bắt đầu là mẹ bạn 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 nhớ là lúc là mẹ bà mới bỏ đi ra sau hè thì bạn mới đi theo đó mẹ mẹ đi đâu vậy mẹ đi đâu vậy mẹ thì mẹ bạn lần đầu tiên trong đời mẹ luôn là là trong đời bạn luôn là mẹ không có cho bạn đi theo mẹ nó mày đi lên trên đó ngồi với lại ông ba đi tại vì bác ba nha bác ba của của của, của mẹ là và như là bạn phải kêu bằng bằng tới ông ba luôn mày lên trên mày ngồi với ông ba đi mày đừng đi theo tao ở dưới này là mồ mã không mà xuống đây làm gì thì bạn nói mồ mã thì bạn biết nhưng mà nó ờ thôi chứ con đi theo đi cho con thắp nhang nhớ cho con thắp nhang chứ nhưng mà nó là dứt quyết là không là không không có cho đi 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 đi, đi lên trên đó đi, đi lên trên đó đủ bạn lên một hai đủ bạn lên như vậy cái bạn đó bạn cũng rưng rưng nước mắt thôi chứ khóc thì không phải là khóc rưng 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 nước mắt như vậy mẹ chỉ xuống dưới độ khoảng chừng cả 5 phút và hình như là bả xuống bả thắp nhang cho ai đó thì không biết à, xuống thắp cây nhang cái đầu thủng thôi là cũng đi lên thôi ha cái uh, sau đó cái bắt đầu bạn nói là bạn cũng ngồi đó cái bắt đầu là mẹ bả tâm sự với bác ba bạn còn nhỏ bạn nằm cái võng kế bên đó mà mẹ có mua cho mấy cái món đồ chơi thì ngồi nằm võng chơi đồ chơi thôi thì chỉ nôm na là mẹ tâm sự với bác ba là ừ là ông chồng em ổng gì ổng suốt ngày say xỉn đập em giờ em thôi em bỏ em không sống nổi nữa em mới qua đây ở nhờ nhà của của bác ơi con mới qua nhờ nhà bác ba thì ông bác ba kia ổng cũng nói lại hình như là cái vụ gì đó hình như là vợ ổng mới mất đó là bà ba à bác ba, bác ba gái đó hình như là vợ cũng cũng mới vừa mất hay sao đó thì bạn bạn không có biết thì rồi cho đến tối hôm đó thì cái uh, lúc đó vô trong mùng cũng nằm ngủ rồi thì nửa đêm bạn nói là bạn mắc tè À bạn mắc tè Thì bạn nói là bạn giật mình ra lúc mà trong cái cơn mắc tè Bạn còn giật mình ra bạn nghĩ nếu như bạn đang ở căn nhà của bạn á Bạn rất là dễ dàng Bạn đi ra bạn mở cửa bạn đi nhà tắm Thì bạn quen thuộc rồi Như lần này khi bạn mở mắt ra bạn nhìn Ủa cái nóc nhà này là nóc nhà lá Không phải là nhà của mình Đã thì cái lúc đó bắt đầu là bạn mới bất ngờ lên Là bạn không phải là đang ở nhà của mình nữa Thì bắt đầu là bạn mới quay qua bạn kêu Mẹ 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 ơi con mắt tiểu Con mắt con mắt tè mắt đái đã thì bắt đầu là mẹ mới nói rồi 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 tao cũng mắc nữa thôi để tao dẫn mày đi thì đó là hai mẹ con đi không biết kiếm cái chỗ nào để mà đi tiểu tại vì buổi sớm cái nhà của bác ba nói là nghe có vẻ là cũng nghèo nàn như vậy nhưng mà được cái là cặp mé lộ cặp ngay cái mé lộ bên bên kia lộ là là nguyên cái bờ sông như vậy đó là đường đó là buổi sáng là người ta đi quay lại đồ nhiều dữ lắm nên thành ra đó lúc này là mẹ với lại bạn may này cứ đi vòng vòng thì mà mẹ còn gái gái đâu nó trời trời vợ đây rồi để, đi, 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 tiểu đâu trời nãy quên hỏi bác ba coi là cầu cá nằm đâu để đi ra cầu cá đi tiểu bây giờ ổng ngủ bà lúc đó là không có đồng hồ nhưng mà cũng nửa đêm rồi mọi người 12 hai giờ một hai ba giờ gì đó không biết đó là cũng nửa đêm tối thu thập rồi cái uh, quanh quẩn quanh quẩn hồi cái bắt đầu là cặp cái mé đường á là nó có một cái bụi tre một cái bụi tre mà nó um tùm mà nó kiểu như tre mà nó còn cong xuống như vậy là nó tạo ra lại giống như một cái hang động gì đó mọi người tưởng tượng không cái hang động bằng tre gì đó nó tạo ra một cái hổm như vậy cái mẹ mới đầu mới dắt bạn lại đó bắt đầu là mẹ mới kêu là, à, là mày mày đi vô mày đi mày đi tiểu trước đi tao đi sau tại vì cái chỗ là chỉ vừa cho một người ngồi thôi đó là bắt đầu là mẹ mới nhường cho bạn đi trước rồi, cái uh, bạn mới chung vô trong đó thì bạn cũng uh, ngồi, bạn ngồi, bạn đi vệ sinh như vậy. Thì trong lúc mà, Bạn nói là bạn nhớ đến giờ luôn. Trong lúc mà bạn ngồi, bạn đi vệ sinh như vậy thì bạn mới nhìn mẹ thì bà đứng trước, bà cũng dòm qua, dòm lại. Có có người ta đi tới lui hôn để hồi tới lượt bả. Con nít thì đi, đi 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 tiểu thì không sao chứ còn người lớn thì nó khác chứ. Cái bà đứng mà cũng hay cái dòm tới dòm lui Bà coi thử coi, ha? Thì đang trong lúc mẹ đang dòm như vậy thì bạn thì bạn đi tiểu thì bạn cứ nhìn nó vô tình làm sao á cái bụi tre này nó lại đối diện trực tiếp với lại cái đường bên hông nhà hồi sáng mà lúc mà mẹ đó, lúc mà mẹ đi mà mẹ không cho bạn đi theo đó. Thì bạn mới nhìn mà còn nhớ mà nói y cái chỗ này là cái chỗ mọi sáng mẹ đi ra đằng sau hè nhà mà mẹ không cho mình theo nè. Thì bạn đang nhìn nhìn như vậy. Bạn thấy có một người đi lên mà. Bởi đó là mới đầu á, ngay lúc mà tại vì bạn gặp là tới 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 tới, tới hai lần lần mới đầu bạn không biết đó là người phụ nữ bạn nhìn không có rõ thì bạn chỉ nói là cái người đó đó họ đi họ có đội một cái nón lá họ có đội một cái nón lá mà nó sụp sụp giống như cái tay của mình là cái nón lá nó cứ sụp 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 xuống như mà nhìn không thấy được cái mặt thấy được có mỗi cái mũi với lại cái miệng thôi đó mà họ còn cầm một cái cây đèn măng sông cái đèn măng sông mà dạng như trên phòng cái chuyện mình có hay để đó mà ở dưới đây mình không có ha đó là cầm họ cầm rất là cao cái là họ cầm cái đèn măng sông lên tới gần cái càm của họ luôn và họ đi lùm hùm lùm hùm họ đi như vậy mà cái đèn nó còn lắc qua lắc lại cái đèn măng sông thì mọi người biết rồi đó mình, mình đi như vậy thì cái đèn nó cứ lắc lắc như cái tay mình thì nó cứ lắc 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 như nào không lắc lắc như nào không thì khi mà nó lắc á cái ánh đèn của nó đó mọi người nó cũng dạ lên trên cái mặt đó nên thành ra là là kiểu như cái mặt nó cứ lúc sáng lúc tối lúc sáng lúc tối lúc sáng lúc tối mùi tưởng tượng không nó rất là ma mị nhưng lúc đó do là cái tuổi thơ bạn còn nhỏ bạn cũng không có biết sợ hãi gì thì bạn mới lên tiếng bạn mới nói với mẹ tại vì bạn biết là mẹ bà đang canh chừng người ta tại vì cái này nói nào ngay đây là đây là mình đi tiểu bậy mình đi đáy bậy rõ ràng là như vậy rồi nên mình phải canh người ta lỡ nhầm khi người ta cười chê người ta chửi mình hay sao đó thành ra là bạn mới nói nó mẹ mẹ có người sao hè nhà đi lên kìa mẹ có người sao hè nhà đi lên kìa thì mẹ bà nghe thì bà cũng tin thiệt nữa tại vì bạn nói thiệt bà có nói dốc đâu cái mẹ mới nói ủa vậy hả vậy hả vậy hả mày xong chưa xong chưa kéo quần lên kéo quần lên cái mẹ bà bà vừa nói cái bà mới quay qua làm sao cái mụ nội mày giỡn hoài thôi đáy lẹ đi tao còn đi tao cũng mắc nè đi lẹ đi bà nói ủa cái câu nói đó tức có nghĩa là mẹ không có tin mình mà ngay tức thì lúc đó là bạn vẫn còn thấy cái người đó họ cứ đi lên tới gần tới cái sân luôn và cái lúc mà bạn nhìn cái lần thứ hai là cái người đó họ quay ngược đầu nha họ quay người lại họ đi ngược ra đằng sau thấy được nguyên cái bờ lưng mặc cái áo bà ba mà màu cánh dáng mọi người biết không đó còn cái khăn rằn trên cổ là y như dân gặt dân miền miền tây mình nam bộ mình đó đó là đội nó lá sụp sệ cầm cái đèn dầu cầm cao 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 lên như vậy nè tại vì khi mà quay lưng là đổi cái tay hình bên này nè cứ đi cao cao cái đèn nó cứ lắc 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 mẹ mẹ không lấy người ta hả Bả kia, kìa ôi mẹ à, họ kìa họ kiểu như tại vì bạn chưa biết là đàn ông hay đàn bà Rồi đó là kìa kìa đó người ta kìa người ta kìa đó bạn nói như vậy cái mẹ bạn lại một lần nữa quay lại thôi mẹ ơi giỡn hoài đi lẹ tao đi nữa bây giờ vẫn có nghĩa là ngay tức thời lúc đó cả hai mẹ con đều nhìn lúc đó thì bạn cũng không có thắc mắc gì nhiều đâu cái bạn cũng thôi bạn bạn cho bạn cũng đi xong rồi bạn cũng kéo quần cái bạn mới đi ra thì bạn vừa mới đi ra cái bắt đầu mẹ mới kêu nói mày ngó ngó coi có ai đi tới thì lui kêu tao liền nha mày tao đi vô tao đi tiểu cái người lớn tiểu mất công người khác thấy kỳ lắm à thì bạn cũng biết là mà bạn cũng đứng bạn cũng bắt trước mẹ tại vì hồi nãy bạn ngồi ở trong bạn nhìn thấy mẹ mình làm sao đó thì bây giờ bạn cũng làm y chang vậy bạn cũng đứng mở to mắt ra cũng dòm dòng dòng y như kiểu như thể hiện mà đúng không thể hiện cho mẹ thấy là mình có canh gác cái mà mọi người chuối đi mọi người đi đi cái người lớn mình á là khi mà đi vệ sinh á thì sẽ lâu hơn là mấy đứa nhỏ đúng không tại vì cái cái buồn chứa mình nói như vậy nên năm nay, cái buồn chứa của mình nó 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 bự nó nó rộng hơn là mấy đứa nhỏ đúng không cái mẹ nói mẹ cũng ba cũng đi hơi lâu chắc là cũng cũng nhìn nãy giờ cũng lâu rồi đó kiểu vậy đó cái, uh, cái đội bắt đầu đi bắt đầu là bạn mới nhìn qua nhìn lại đây xong cái bạn mới quay bạn mới sực nhớ đến cái 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 người hồi nãy mà cầm cái đèn măng sông mà đi tới luôn đó thì bạn sợ là cái người đó đi lên nữa thì bạn mới quay có nghĩa là bạn chủ động bạn quay lại bạn coi coi cái người đó họ có đi lên hay không luôn á cái bạn mới quay cái người là bạn dòm thì bạn giờ dòm, dòm bạn thấy liền Mọi người tưởng tượng giống như là cái người đó họ canh bạn quay lại rồi họ mới đi ra là bạn vừa quay qua chừng cỡ một giây sau là họ đi từ sau hè họ đi lên liền luôn á. À giống như là được sắp đặt như kiểu như vậy đó. Cũng đi lên như vậy thì lúc này do là bạn ngồi ở trong kia. Thì bạn ngồi ở trong cái bụi lùm á, bạn đi vệ sinh á thì bạn không thấy rõ bây giờ bạn đang đứng ở ngoài. À bạn đang đứng ở ngoài bạn đứng là hình gần như là trực diện với người đó. Cách cái người đó chừng cỡ 7 8 mét thành ra là bạn thấy rất là rõ đó là một người đàn bà. À là một cái người đàn bà đi tướng hơi khùm khùm cũng cầm cái đèn mắt đó mà mặt không vui không buồn không cười không khóc nha cái miệng cứ cái gì cái mặt nghiêm á à cái mặt mà dạng như mặt nghiêm nghị đó mọi người tưởng tượng không đó là cũng cứ đi từ từ cái đi lên mà cái đèn cứ lắc 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 cái lúc đó bắt đầu là bạn mới quay và bạn nói mẹ mẹ xong chưa có cái bà kia lúc này mới dùng cái từ cái bà kia mẹ mẹ có cái bà kia bà đi từ sau hè bà đi lên kìa mẹ cái nghe đến đó thì hồi nãy là hai lần là mẹ bắt đâu có nhìn thấy đâu thành ra là lần này bắt hết tin rồi bây giờ thôi đi, 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 chút xíu đi, 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 chưa chưa sao ai đâu dưới hè nhà đi lên tao, kêu mày coi là mày coi ngoài mặt lộ đi vô kìa người ta ngoài mặt lộ đó chứ sao hè nhà làm gì có ai mồ mã không trong đó à thì mới mẹ mẹ bả mới vừa nói đến mồ mã không trong đó cái bả dừng lại liền là lúc đó hình như là mẹ bả nghĩ ủa chết cha chứ không lẽ may con mình nó gặp ma ta đã là bả biết rồi bắt đầu là mày giỡn nha con thấy gì thiệt hả con thấy cái gì hả cái kìa lúc đó bạn may mà còn thấy mà bạn vẫn còn thấy bà đó bả trình ịnh bả đi từ, từ 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 như vậy nè cái bạn chỉ bà nói kìa mẹ mẹ kìa kìa bả đang đi kìa bả cầm cái đèn dầu kìa mẹ không thấy hả trời cái đèn dầu lắc 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 kìa bả đội cái nón lá sụp 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 kìa bả đang đi kìa kì kìa kìa bà quay lưng lại kìa bà quay lưng lại bà bà đi gan sao hè bạn diễn tại vì bạn thấy sao bạn diễn vậy à lúc đó bả vừa quay lưng thì bạn diễn vậy thôi con con, mẹ thì, thì, thì bà không có thấy bà không hề thấy cái gì hết trơn cái bắt đầu bà kêu thôi con ơi không nhìn nó đừng nhìn nó đừng nhìn nó đừng nhìn nó con nít nó bị cái càng cấm nó càng làm thà thì nói bà với nó Ơi ờ, con ơi đừng nhìn nó ma đó thà là nó sợ nó khóc lên nó không nhìn chứ mà một khi kêu nó đừng nhìn đừng nhìn mà không có cho nó lý do đó nó nhìn tiếp à mà nó càng nhìn kỹ nữa sao tự nhiên mẹ mình tại vì lúc đó là mẹ bả đang ngồi mà bả đang ngồi bả đi vệ sinh bả đâu thể nào mà bả bà, bả bà ôm bạn bà, bạn bà, bà may là được đâu thì bạn may bạn nói nó ủa sao tự nhiên sao nhiên mẹ không cho nhìn kỳ vậy á là kiểu vậy đó cái bạn cũng cứ quay lơm lơm bạn cứ nheo mắt lại bạn dòm đã thì lúc này mới gọi được cái cụm từ là dòm từ đầu đến chân dòm từ cái chớp nón lá dòm xuống từ 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 từ, từ. thì khi mà bạn nói là bạn nhìn xuống dưới chân của cái bà đó thì bạn nhìn tới được cái phần cái chân rồi thì bạn dùng cái từ là như vậy bạn không thấy được cái chân không tài nào thấy được cái chân mặc dù nha bạn vẫn thấy được bạn diễn tả rất là chi tiết bạn nói là bạn vẫn thấy được cái ống quần tại vì cái dạng mà ngày xưa những ông bà già mình ngày xưa, ông bà, già mình, ngày xưa ông bà già mình ngày xưa dưa dưới quê đó nha là hay mặc cái kiểu là cái quần nó hơi rộng rộng rồi nhớ không giải KT tê mà đen 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 là bạn vẫn thấy hai cái ống quần nó cứ phấp phới phấp phới như vậy nhưng mà bạn nhìn xuống ngay chỗ cái đầu gói là bạn không còn thấy được bạn không còn thấy cái ống quần nó kéo đi đâu nữa là bạn nó tới đó là tiếng đen thui luôn à nó đen thui như vậy đó bắt đầu bạn mới nhìn lên đó thì đi mà cái vai họ không hề nhúc nhích luôn nha mọi người nha họ cứ đi họ như họ lướt như vậy nè mặt tuy nhiên á thì cái đèn măng sông á cái đèn nó họ vẫn cái đèn nó vẫn cứ lắc 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 như vậy nè rồi cái lúc đó thì mẹ bà ngồi trong đây bà cứ thấy là trời ơi kia đá kêu bà là biết là ma rồi bà kêu nhỏ này đừng có nhìn rồi mà ăn may cứ nhìn hoài ra là bà mới la lên lúc này thì bà mới la mày 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 không nhìn nữa không nhìn nữa ma nó ma nó đừng nhìn đừng nhìn nữa thì lúc đó bà này bà mới biết là ma trời ơi ta nói biết đến đó rồi là đứng khóc tại chỗ đừng khóc hô oh, hô oh, đừng khóc tại chỗ như vậy luôn đó rồi phải tới nỗi mà ông bác ba đó ông phải chạy ra ông phải chạy nó vui giấy vô giấy vô giấy gì đó thì ở đây xong thì mẹ bà cũng ngại tại vì bà thì bà cũng đã cũng kịp kéo quần chạy ra rồi nhưng mà bây giờ hai mẹ con đàn bạn gái đứng kế bên bụi tre đêm hôm thì nhiều khi là bác ba là bác ba trai nha chứ phải bác ba gái nha Bác ba trai thì nhiều khi cũng cũng ngại thành ra là nó dạ có gì đâu anh uh, uh, bác ơi uh, Đưa nó ra đây thì nó 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 uh, còn Mì, con 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 mây nè nó mắc tiểu tôi dẫn nó ra đi tiểu xong nó thấy con chuột chạy ngang cái nó hú hồn vậy mà à thì nói như vậy đấy để để để, để để, để kiểu như là nói dốc đi thôi nhưng mà cái lúc đó bà mây này bả kiểu như hất ha kiểu như bà tài lanh á bà nói có đâu không ừ, ma mà, mà thấy ma mà, mà thấy chuột đâu thấy chuột đâu ma gõ gàng mà chuột gì ma gõ gàng mà chuột gì đó à, là nói lên như vậy thì ông bắt đầu ông bắt ba ông nghe ông nghe xong mới kêu ma đâu mà ma ông nói mà ông nói tỉnh bơ nha ma đâu ma Bác ba gái mày chi ma đâu ma đã là mới nắm tay mới dẫn đi vô cái lúc đó mọi người á bạn mày bạn nói bạn nghe ông bác ba nói là bác ba gái mày chứ ma đâu ma thì bạn tin á có nghĩa là bạn tin là bạn vẫn còn nghĩ là bác ba gái còn sống đó mọi người hiểu không tại vì ngay hồi chiều à ngay hồi chiều cái chuyện mà mẹ đi ra sau hè mẹ thắp nhang cho bác ba gái là bạn đâu có biết bạn bạn đâu hề biết đâu đã cái bạn cũng dạ 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 cái mấy nó dẫn đi vô Nga dẫn vô nhà xong cũng im bạn bạn tại vì bạn bình thường thôi đã bạn bình thường sao cho cái ngủ thì cái lúc đó bạn chỉ nhớ là mẹ bà không có tắt cái đèn dầu nữa là coi là bà mở đèn dầu sáng trưng lên ngủ luôn tại vì mẹ bà sợ cái à, đến sáng hôm sau trong lúc mà bạn đang ngủ như vậy đó là bạn nghe kiểu như mẹ mới dậy sớm mà bà ngồi bà nói chuyện với bác ba đó nói uh, trời uh, bác ba bác ba rồi sao không gửi bác ba gái vô trong chùa hay là sao đi chứ không lẽ giờ để bả hiện vậy về hoài hả cái bác ba nói thôi mày ơi gửi bả vô trọng tội nghiệp bả lắm vô trong đó mấy ông thầy chùa mấy ông toàn cúng đồ chai đậu hũ này nọ nước tương không mà mà tao với bả mày biết rồi lúc bả còn sống đó đời nào bả ăn chay được đâu đâu mà có căng có mới ăn chay được còn bả ăn mặn không hà giờ gửi gì đó thôi tội nghiệp lắm để còn cái chuyện mà bả hiện đi hiện về nữa mới đầu tao cũng sợ thấy mẹ đây đó chứ trời ơi tao nói với mày ha trong bốn chín ngày đó bả về bả kêu tao suốt luôn bà kêu là bà kêu là tính đúng cái tên cúng cơm tao luôn chứ không phải là kêu ông ơi ông à đâu đó ông kêu bà kêu tao suốt Chứ vậy đó hết 49 ngày kia bà hết kêu cái làm như hết 49 ngày làm gì bà không có vô nhà được hay sao đó cái bà cứ lần quần sau hè cái bà đi dọc dọc lên tới gần ngay chỗ cái bụi tre đó cái bụi tre mà mà tối hôm qua mày vẫn may đi đi, 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 đi tiểu đó đó là bả cứ lần quần đó lần quần sau hè bụi che sau hè bụi che mà không phải đâu mà mày gặp không đâu ở đây chờm sớm láng giềng đó không phải có mình mày khuyên tao bỏ bả vô chùa đâu mày ơi đây vòng vòng cũng nói suốt tại vì mấy người ở đây nè tại nhà tao cặp mặt lộ mình thấy rồi đó mà mặt lộ nó nhìn vô là thấy luôn cái bụi tre đó thì á uh, mấy cái ông bạn nhậu tao nè rồi mấy người đã ôm bảy đã ôm đầu sớm nè nó cũng nói tao tối nó chạy đơm về nó thấy bả đứng trong bụi tre bả quắt nó mà bà mặc đúng cái bộ đồ đó, 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 đó. tối hôm qua là, là 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 phải con con may nó thấy là bà mặc bộ đồ là à, mà bà ba vàng này nọ đúng không ờ là khăn rằn này nọ đội đội đón lá đúng không đó là nguyên một cái bộ đồ vía đó là bà, tao tẩm liệm cho bà đó chứ đâu mặc dù mọi người nên nhớ nha ngưng lại đây xíu mặc dù lúc đó là mẹ là bà không hề thấy Thành ra bắt đầu có biết nhưng mà chỉ có một mình bạn May bạn nằm ở đó bạn nghe thì đúng y chang Bạn mây nó y chang luôn là ông bắt ba ông tả lại Bộ áo bà ba màu cánh dáng có khăn rằn ri ngay cổ đội cái nón lá cầm cái đèn măng sông Là ông bắt ba ông nói là cái đèn măng sông đó là ông bỏ vô hộp luôn á còn về cái lý do là không biết ổng nghe ai bài ai nói nói là ở dưới âm phủ tối thui à cúp điện <laughs> nói chơi có là ở dưới âm phủ tối thui à phải đốt cho cái đèn để xuống dưới có gì nữa người ta có đèn người ta cầm theo mà đốt đèn không có đốt dầu không biết đèn không biết gì dầu đâu mà đốt nhưng mà nói chơi như vậy nhưng có nha có những người người ta quan niệm như vậy thậm chí là kiểu như đốt theo đèn pin này nọ đồ là có luôn nha mọi người nghe chứ không phải không năm, đã nên thành ra là coi như nguyên một cái bộ cơm lê nón lá nhang rồi áo bà ba màu cánh dáng khăn rằn ri cái quần cà tê đen thì đôi 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 dài đôi dép gì đó đó là nguyên một cái bộ cơm lê là đốt theo ở ừ, phải không phải đốt theo mà chôn theo chôn theo nha bỏ vô hòm chôn theo nguyên bộ cơm lê là bả hiện vậy y chang như vậy bả xài đúng cái bộ đồ dí đó thôi đó nên tiếp tục câu chuyện thì bác ba cũng nói là ở đây thấy cũng nhiều cái cũng nói với tao như vậy nhưng mà tao nói rồi lý do tao không muốn bỏ bả vô chùa là không bả không ăn chay đâu mất công bây về bả rầy tao cái sau cái đợt đó cái tao mới ra tao thắp cho bà mấy cây nhang tao kêu thôi bà ơi tôi á, thì uh, bây giờ thì bà cũng chết rồi Đấy không à, tôi ở đây tôi chôn cất bà xong tôi cũng uh, nhang hương đèn cho bà dỗ quải cho bà hàng năm tới khi nào tôi chết xuống dưới tôi gặp bà đó nhưng mà thôi bà ở đây với tôi được rồi đừng có hiện ra cho thiên hạ nó thấy nó vỡ rồi nó nấu với tôi nó cứ kêu tôi mà cứ ba bữa nửa tháng nó kêu tôi tới nó bỏ bà vô chùa hoài đó thôi nha tôi đốt nén nhang này bà linh thiên mà ông bác ba ông nói là ông đốt lúc 12 hai đêm á Tại vì ông nghĩ quan niệm ngày xưa đơn, đơn giản là 12 giờ đêm là linh thiêng và chắc 12 giờ đêm là là vợ mình nghe được mình nó kiểu vậy đó. Đúng 12 đêm ra mộ thấp nói, thôi bà ơi đừng hiện ra cho người ta thấy như vậy ở đây với tôi được rồi nghe hôm để thiên hạ người ta nói người ta đồn mệt quá, đồn nhà mình có ma mệt lắm. Là từ rài cho đó trở về sau đó nghe là không gặp. Đó. À những người chồng sớm người ta cũng nói Ủa bộ đêm bà ba bỏ chùa rồi hả nói, Ờ đó đem gửi chùa rồi gửi chùa nào nói đúng tên chùa đàng hoàng Nhưng mà thật ra không có Nói dốc thôi vẫn không hề kêu sư thầy tới gửi chùa gì cả Nhưng mà từ đó trở về sau là bác ba không có hiện về Với những người trong hàng xóm nữa Nhưng mà không hiểu sao đó Thì lại hiện về với lại bạn bạn May như vậy ha Chắc có thể là bạn May là bạn còn quá nhỏ tuổi đi một phần nữa là bạn quá yếu vía nên thành ra là bạn mới thấy cái cảnh như vậy thấy bà ba bà cầm cái đèn dầu bà đi tới đi lui Sao hè nhà như vậy đó ha mọi người em đó rồi thôi đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn mày bạn gửi về đi sau cái lần đó thì đi uh, nói là cái lộn bỏ đi như vậy thôi chứ uh, qua hôm sau hình như là ba ông kiếm tới nhà sau này mẹ kể lại là ba ông kiếm tới nhà ông năn nỉ ủi ôi ông bị lại khóc lóc gì đó rồi cái chiều hôm đó là về luôn á là bạn nói bạn mừng lắm nha mặc dù biết là ba ông hay ăn hiếp mẹ nhưng mà tự nhiên được về nhà với ba cái mừng lắm tại vì về đây thứ nhất là không có gặp hồn ma của bác ba nữa bác bà gái nữa cái thứ hai là được về đây được có nhà tắm toilet được nhà tường được ngủ quạt nó sướng hơn nhà của bác ba trai rất là nhiều ha mọi người ha. Thôi rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai thì rồi trước khi qua câu chuyện tiếp theo mình xin uh, nhắc lại những cái dịch vụ mà ở trong hit farm của mình đang có uh, thì mọi người sẽ thắc mắc ở trong hit farm của du mập thì nó là cái gì uh, hit farm này đó là mình đang đầu tư đây là một cái khu du lịch nào kết hợp với một cái farm farm ở đây là nông trại đó là có vườn trái cây như là vườn sầu riêng mình mình sẽ có một cái clip review hết tất cả những cái lối cái, cái cái món trái cây trong đây mọi người đến đây nghỉ dưỡng là được à, được ăn thoải mái được khá thoải mái luôn ha rồi sau đó nữa là có homestay là mình đang ngồi trong một căn phòng homestay view đẹp nhất ở hit farm ha mọi người ha rồi sau đó nữa là có gì nữa là có camping à, là kiểu như camping đó là cắm trại mà kiểu dạng như sang chảnh lều mông cổ đó ha mọi người ha À, rồi sau đó có cái gì đó có mô tô nước chạy trên mặt hồ một cái hồ rất là rộng luôn mọi người nha một cái hồ là cũng phải là rất rộng lắm mọi người xuống đây là chèo súp là chèo chèo thuyền là chèo mỗi tay luôn à rồi sau đó là có nhà hàng có quầy cà phê trong đây đó và có một cái không khí cũng mát thì nếu mà so sánh với Đà Lạt thì bằng khoảng cỡ độ bảy tám phần Đà Lạt thôi nhưng mà còn cuối năm là lạnh y chang như Đà Lạt bao mọi người luôn nha mọi người nha đó đó là tổng thể những cái dịch vụ mà trong khu du lịch của mình đang có ngoài ra thì những cái góc check in sống ảo đẹp rồi nó đâu thì như cái view này thì mọi người thấy rồi đó đây là căn phòng có view đẹp nhất thôi nhưng mà góc cà phê cũng rất đẹp nè góc lam binh cũng rất đẹp nè góc bờ hồ góc nào cũng rất là đã luôn nha mọi người nha đó đây là một cái nơi mà mọi người đáng trải nghiệm thử trải nghiệm một lần đi đi khi mà mọi người có đi xuống đắk nông mọi người ha hoặc là chúng ta có thể là lên kế hoạch đi đắk nông này nọ đâu như bình thường nhưng là ai đi đà lạt chán quá rồi à, kiểu như quen thuộc quá rồi thì có thể là đổi hướng gió đi qua bên đắk nông bên này của mình ở đây là mình à nói về địa điểm địa điểm của mình á, là ở thôn 4 xã năm mờ giang à, huyện Đắc Sông tỉnh đắk nông cách sài gòn chỉ có hơn 200 trăm cây số thôi à, gần hơn đà lạt rất nhiều luôn nha mọi người nha đã rồi thôi nó là tổng thể là như vậy thì nói nghe nó không có đã đâu sắp tới mình sẽ làm một cái clip review chi tiết mình đăng lên trên đây cho mọi người xem luôn nha Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì cái câu chuyện thứ hai này là do một bạn mà này bạn xin giấu tên và mình bạn tự đặt tên cho mình. Bạn kêu thôi, anh kêu tên em là Hoa cũng là được rồi. Ha rồi ha. Thì bạn Hoa đó là bạn có gửi về một cái câu chuyện sau đây câu chuyện này á là do mẹ của bạn là kể lại thì lúc cách đây cũng khá là lâu rồi mà không phải liên quan đến mẹ đâu mà là liên quan đến cái cái người hàng xóm mà, mà hàng xóm mà đối diện nhà đó nha thì mẹ nói thời thời điểm đó đó ông đó thì bây giờ ông cũng đã mất rồi thì mình xin phép đặt tên ông đó ông tên là ông thịnh đi ha thì ông thịnh thời điểm đó, đó là ở nhà là coi như là có thể gọi là cái nhà gương mẫu trong xóm luôn đó gia đình á thì có truyền thống là bán gạo bán gạo là từ đời mà cha của ông thịnh để lại rồi đó là có một cái sạp gạo cũng khá là lớn ở ngoài chợ nhưng không có quá giàu đâu chỉ đủ ăn thôi còn về mặt gia đình đó thì ổng có một cái người vợ cũng gọi là đảm đang nội trợ và có thêm hai đứa con cũng học hành thì cũng rất là giỏi giang đó là một cái gia đình điển hình như vậy luôn ha thì rồi um, cái mà bạn này bạn nói là gia đình của cái người đó đó là cũng là kiểu như là bên người khmer mọi người ha người dân tộc và người đồng bào người khmer Ừ, um, thì cái kiểu mà ngày xưa hay mà để có một chút xíu tiền cái bắt đầu là đi mua vàng về để dành mua biết không? Mà không phải mua lận cây đâu, đi bán gạo ví dụ như năm bảy bữa gì đó cái dư cái đi ra mua chiếc nhẫn năm phân, cái năm bảy bữa nữa mua thêm bỏ thêm tiền nữa cái bắt đầu đổi lên chiếc nhẫn chỉ, cái đổi lên đổi lên chỉ bắt đầu chỉ lên hai chỉ, hai chỉ lên lên năm chỉ lên cây đó là đổi đổi lên từ từ những chiếc nhẫn không biết mọi người biết không ha? Nó y như là cái nhẫn cưới của mình vậy thôi, nó y như cái nhẫn cưới nhưng mà nó màu vàng và nó không có hình gì nó trơn tuôn như vậy nè đó gọi là những nhận năm phân những một chỉ rồi đó thì uh, gia đình đang sống hạnh phúc như vậy thì tới một cái đợt hôm đó thì bắt đầu trong cái trong cái lúc ổng đi mua vàng mà mùi biết rồi mình đi mua vàng mình không bao giờ mình khoe với thiên hạ mình đi mua vàng mình đeo nó ơi hôm nay tao mua cộng dây chuyền tao đeo nè à, thì mình khoe còn ơi hôm nay tao đi mua một cây vàng tao về tao cất tủ tao để dành thì ít khi nào mình khoe lắm thậm chí là không khoe mình phải sống mình bảo thủ chứ là mình chứ nó biết nó biết mình có nhiều vàng đó, nó nó đồn đại nó kêu ông cướp vô cướp nhà mình sao đúng không à, là ổng giấu đã ổng mới xách xe ổng ổng không có nói cho vợ con gì nghe luôn nha ổng gom gom đủ tiền cái là ổng chạy ra ngoài tiệm vàng mà tiệm vàng thì cách ổng nhà cách nhà ổng khoảng cỡ hơn năm cây số ổng mới chạy ra vào đó ổng mua rồi ổng mua xong bắt đầu ổng mới bỏ vô trong cái cái túi áo gì này nè túi sơ mi có túi áo ổng kẹp với lại có thuốc ổng như mày nè cái cái lúc đó thì trên đường ông chạy về đó thì ổng có bị một cái tai nạn mà hình như là nghe người dân nói là do lỗi của ổng chắc là ổng mua vàng ổng háo hức hay là ổng gấp gấp ổng chạy về để ổng cất ổng sợ mất ổng sợ cướp á là ổng chạy cho lẹ để ổng về ổng cất chứ không hề say xỉn gì nha mọi người nha thì trong lúc ổng chạy như vậy đó thì ổng có ổng có đụng mặc dù là xe xe tai nạn là có một cái chiếc xe hàng là đụng ổng nhưng mà thật ra đúng là ổng đụng xe hàng đó nhưng mà kiểu như gọi là châu chấu đá voi mà xe đó ổng nhỏ thành ra là ổng mới nằm ở dưới gầm xe hàng thì người ta cán ổng thì ổng 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 chết đó cái cái lúc đó khi mà cái sự việc mà nó nó xảy ra như vậy rồi đó thì cả gia đình cũng rất là đau buồn cũng đem về và tại vì cái thông tin mà ổng đi mua vàng là không một ai biết cả mọi người tưởng tượng không đó và xui thêm một cái nữa Cái lúc đó khi mà đi coi thầy á, Thì thầy nói là ông này ông mất vào ngay cái ngày Không có được tốt, không có được đẹp hay sao 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 Bên Khmer người ta cũng có cái ngày đó mà Thành ra đó là phải hỏa táng gấp Tại vì đó là bạn theo như bạn này mà nói là Khmer hình như là Ít khi nào họ chôn lắm, họ chỉ là 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 hỏa táng em. Đó phải hỏa táng gấp. Thì rồi thì do là gấp gáp như vậy thì kiểu như là một cái chuyện mà bất đắc kiểu bất đắc kỳ tử đi bất thình lình quá đi không có ai chuẩn bị kịp hết trơn thành ra là coi như là về cũng soạn đồ cũng khóc lóc một chút xíu cái rồi cũng lo cho xong rồi mà để cái kêu người nhà này nọ rồi người thân đồ tới thắp nhang tất cả mọi xong rồi nó bắt đầu đưa lên trên cái chỗ mà mai táng để mà mai táng luôn đó thì khi mà lên đây khi mà đưa vào gấp gáp đến nỗi mà khi mà đưa vào trong quan tài là không kịp thay đồ luôn À vẫn giữ nguyên lại cái bộ đồ như vậy như vậy nó Bỏ vô quan tài bắt đầu đem lên đó Và đương nhiên khi mà hỏa tán Mình không phải mua quan tài xịn sò mấy chục triệu không chi Đó mua cái quan tài cũng rất là bình thường thôi Mới đem lên đó bắt đầu mới hỏa tán Thì cái chiếc nhẫn vàng đó Lúc đó hình Sau này mới biết là lúc đó ổng đi mua là ổng đi mua chiếc nhẫn 5 chỉ Cái chiếc nhẫn 5 chỉ là chiếc nhẫn nó cũng nặng lắm cho mọi người nha Nó cũng dày cui luôn á chứ đâu phải là tính theo cái thời giá bây giờ nếu mà năm chỉ vàng là cũng ba mấy triệu ngày xưa thì chắc không tới ngày xưa chắc mình nghĩ là chừng vài triệu bạc thôi đã đòi bắt đem đi hỏa táng như vậy thì không ai biết đến cái chuyện năm sau đó độ khoảng chừng cỡ một tuần lễ cái người mà đứng ra mai táng mà người biết ở trong nhà mai táng những người mà người ta hay đẩy hòm vào làm những cái công việc như vậy đó thì bảy ngày sau đúng kiểu như đúng một cái thất như vậy đó là họ mới qua tới và họ thấy họ đầu bù tóc rối mà kiểu như hai con mắt quần đen như vậy giống như là không có được ngủ nghe vậy đó kiểu như vậy họ tới và họ xin họ nói như vậy là họ tới là họ xin là được trả lại một cái món đồ cái nó ủa vậy bữa nó thiêu đốt này nọ đồ không lẽ để quên nhiều khi là nghĩ là do lúc đó đau buồn quá để quên cái nón bảo hiểm để quên cái áo khoác lại đó thôi chứ không nghĩ là cái gì Để nhưng bắt đầu họ mới móc ở trong cái bóp họ ra họ mới móc ra một cái chiếc nhẫn à chiếc nhẫn năm chỉ vậy họ mới đưa đó gia đình cũng bất ngờ nói ủa gì vậy để tôi làm gì có chuyện mà để quên vàng mà để quên lần năm chỉ vàng làm gì có đó thì cái người đó họ mới kể họ nói là cái lúc mà họ đang đốt như vậy tại vì khi mà đốt mới bắt đầu mới lấy tro ra để mà gửi lại cho người nhà để nhà đó thì họ đã thấy chiếc nhẫn đó rồi vàng thật không sợ lửa mà mặc dù đúng là nó có chảy 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 chút đỉnh nhưng nó vẫn còn nó vẫn còn nguyên cái cái khối lượng vàng như vậy đó thì họ đã thấy như vậy và họ hai người lúc đó có hai người lần bắt đầu là mới nói với nhau mới bàn kế hoạch là sẽ lấy chiếc nhẫn đó chứ không có trả lại trời năm chỉ vàng nhiều lắm nha mọi người nghe chứ không phải là giỡn đâu nha mọi người à bắt đầu là mới cất cái năm chỉ vàng đó đi cái uh, sau đó họ nói là mới đây nghe kể đây đó thì tưởng đâu là ừ là cái ông ông thịnh này ông sẽ hiện về ông đòi liền nhưng không cắt cái người đó là tới mãi cái ngày thứ bảy là đem lại trả đúng không đó là tới ngày thứ sáu á thì mới thấy ông thịnh hiện ra để mà trả mới mà mà, mà để, để mà đòi còn những cái ngày trước là cái gì đầu tiên là cái gì vậy khi mà lấy được nhẫn vàng đó trả cho về xong lấy được những vàng là tính là chiều hôm đó là sẽ đi bán à rồi thì mình kêu là ông a và ông b đi hai ông đi thì ông a ổng mới nói với ông b đó ê mày ơi Chiều tối nay đó mà mày đi bán vàng cái này á là mày đi buổi tối nghe không mày đó nhiều khi đi buổi tối thôi tiệm vàng nó không biết mặt là ai này nọ đồ bán vuông nó dễ cái này là đồ ăn cắp mà mày đi buổi sáng không có nên mày đi buổi tối đi sáu mấy bảy giờ mày đi đi mà buổi tối nay đó là tao có hẹn là cũng có người lại thiêu tại vì người ta cũng đặt trước mọi người mất dụ như mất mất một bữa trước đi là đặt trước là hai ba bữa lại thiêu đó kiểu như vậy đó ờ à, là tối nay là tao có người lại thiêu rồi thành ra là mày đi bán đi tao đây tao thiêu mình tao cho À là kiểu như vậy Cái uh, lúc đó Cái người đi bán thì nói như vậy nè Hai người luôn Ông A thì ở lại để mà thiêu Để mà tiếp khách Ông B thì đem nhẫn đi ra ngoài tiệm vàng bán Kể chuyện về ông B trước Ông B ông nói trời ơi cái chiếc nhẫn năm chỉ như vậy mà hàng mình ăn cắp ăn trộm thì mình gói lại cũng rất là kỹ. ông gói vô ba bốn lớp giấy báo như vậy nha. ông bỏ vô cái bột ni lông cột lại xong ông còn nhét vô trong lặn lặn vô cái túi quần sâu xét vô trong như vậy nè. đã cái ông đi ra tới cái tiệm vàng ông nói ở à, là đây có à, bán vàng hôm mà nội đồ cái vàng này à, tôi à, lỡ rớt vô trong cái à, bếp ga nó nó hơi chảy chảy bán có mua không? có có vàng mà mua chứ? cái ông mới móc rồi nó mới móc cái đó ra, nguyên còn cái bịch mở cái bịch ra còn một đống cái cái giấy báo trong đó, ông mới lột cái đống giấy báo đó ra, thì chiếc nhẫn nó mất tiêu, à chiếc nhẫn nó không nó chỉ như nó bị lột mất tiêu như vậy, cái ông cũng muốn ào ơ cái nó chết cha chắc tôi để làm rớt ở đâu thôi để 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 tôi chạy về đó à, là tự nhiên chiếc dẫn nó biến mất tiêu nhưng mà nhưng mà không nha không phải là biến mất tiêu đâu nha mọi người nha chiếc dẫn nó vẫn còn nằm trong người của ổng đó thì lúc này bắt đầu ổng mới chạy ra nó chết cha rồi thôi kiểu này nãy quấn quấn sao lọt đâu mới trời ơi quấn kỹ quá trời kỹ mà bốn năm lớp giấy báo bỏ bọc ni lông còn nhét <laughs> vô túi sâu sâu nó sao kỳ vậy cái ông mới ra xe ổng mới thôi để chạy vậy dù sao thôi cũng của thiên trả địa đi cũng đâu phải của mình Độn cấp ăn trở mẹ Đúng không? Thôi để mình về <laughs> Mình phụ với cái cái thằng A rồi mình nói với nó tin buồn luôn Thì khi mà chạy về đến đây Lúc đó khi mà chạy về tới là khách người ta chưa có chưa có đưa đến thiêu Là còn phải chừng có tiếng mấy nữa người ta mới đưa đến thiêu Thì khi mà về đến đây ông B chưa kịp kể chuyện lại cho ông A nghe Thì ông A ổng mới đầu ổng 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 kể trước rồi ổng nói trời đất ơi, mày, mày, sau nay kỳ quá mày ơi chắc mốt thôi mày có gì đi thiêu ở đây đó tao với mày hai đứa cùng làm với nhau đi chứ không tao mở trong đây mình đâu Nói vậy mày vụ gì nói hồi nãy sao trong chỗ cái lò thiêu đó là uh, hồi nãy là tao biết là là một chút xíu nữa nè là sẽ có người đến thiêu thành ra là tao bật cái lò trước mình nói mình nói nghe nó mắc cười nhưng mà thiêu xác cũng y như nướng bánh vậy đó tại vì ngày xưa mình học bếp bánh muốn bếp muốn nướng bánh là mình phải bật cho cái lò nó nóng đến một cái nhiệt độ một một cái nhiệt độ nhất định nào đó sau đó mình mới bỏ bánh vào nướng nha chứ không phải là để cho nó nguội ngắt rồi bỏ nướng là nó bị nó bị chai cái phần mặt bánh chết à thì cái cái thiêu thiêu thiêu, thiêu sáng này cũng vậy phải bật cái lò cho nó nóng đến một cái nhiệt độ rồi đó rồi bắt đầu là mới bỏ vô thêm đúng là bật cái lò lên rồi đốt cái lò lên rồi bắt đầu là ngồi ở đây dạch tờ báo ra ngồi rung đùi đợi kia đem tiền về thôi nghĩ thôi chắc giờ này nó chạy ra nó bán chắc hồi chút xíu nữa, nó về nó phụ mình luôn rồi tối nay chia tiền ra hai đứa đi chơi này nọ đồ bậy bạ đó thì trong lúc mà đang ngồi đọc báo như vậy thì ông này ông nói ông a này ông nói là ông cứ nghe cái tiếng mà giống như có ai đó mà họ họ bò 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 trong cái tại vì cái lò nó cũng bằng kích thước với một cái quan tài mười bự như vậy nè ngang độ chừng có mét mét mấy sâu vô chừng có hai mét như vậy đó mọi người đó là cứ nghe tiếng lập Cập lụp cập cò kẹt cò kẹt cò kẹt đổ trong đó cái ông cũng đứng lên ông nhìn ông kiểm tra cũng không thấy ngay đã đứng lên hai ba lần kiểm tra cũng không thấy ngay cái ông cũng ra ông ngồi chút xíu nữa cái ông nghe ông nghe cái tiếng rên mà dễ như rên mà cứ giống như kiểu như nóng quá đó mà không có nghe kêu nóng quá nóng quá nhà chỉ là là cứ lên rên rên như vậy là bắt đầu ông ốm rồi mà ông nhìn thấy một hai ba lần nữa ông cũng không thấy cái người cái gì ở trong đó trông ông mới sợ ông mới bỏ ra chỗ ngày kia đá trước nhà ông ngồi đó thì cùng đồng thời lúc đó là ông kia ông mới chạy về thì ông kia ông nói là cái cái ông bê ông nói là cái chuyện mà mất vàng là cái chuyện quan trọng hơn ông trời ơi cái chuyện đó đâu, đâu có gì đâu bây giờ quan trọng là bây giờ hồi nãy đó bây giờ kiếm đây coi bật đèn pin kiếm vòng vòng đây coi hồi nãy rõ ràng là tao lận nè tao bỏ giấy báo rồi tao lận tao bỏ túi mà sao tao tao chạy ra ngoài tiệm vàng cái nó mở ra nó, nó mất tiêu chân rồi không biết là đâu có rớt mẹ đâu đây không hay là rớt dọc đường thôi chắc uh, bỏ luôn mày ơi đó thì cái ông a kia ông nghe mất cái nhẫn vàng ổng còn kiểu như là ổng còn quýnh quán ổng còn quên luôn cái chuyện ma luôn cái trời thân đất quỷ ông này kiếm kỹ coi có trong người mày coi có sao không chứ sao mà mất kỳ vậy trời đất ơi mấy triệu bạc ơi hai ba tháng lương của tao với mày đó mày ơi à ông b kia ông cũng lục lục thì khi mà lục đến cái túi cái nhẫn nằm trong túi á cái nhẫn nó vẫn còn nằm ở trong túi chứ mày là móc ra ơi mày nó nè nó nè Trời ơi bỏ làm sao mà để nhẫn nó tuột ra khỏi cái đống giấy báo đó mà hay dữ vậy Không bao giờ tuột được nha mọi người Mọi người tưởng tượng giấy báo mà cuốn 4 năm lớp rồi bọc ni lông bỏ vô rồi siết nút đồ lại nữa bỏ vô cái túi Trời ơi chiếc nhẫn làm sao nó chạy ra khỏi được cái bọc ni lông đó Đúng không Thì ông B ông cũng đã nhận ra cái điều kỳ kỳ rồi Ông cũng gãi gãi đầu đó. Ủa sao kỳ vậy ta Thôi 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 bây giờ mới đổi vị trí cho nhau Thôi thôi thôi, mày, 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 đi bán đi còn tao ở đây để tao lo khách cho Mới đổi vị trí vào nhà ông thôi, để tao Mày bán có chiếc nhẫn không mà bán không được đã rồi ông A cũng tọt cũng mới chạy đi thì ông b ở đây thì ông b không có gặp gì cả Nào, không chút xíu nữa khách cũng tới này nọ đồ khóc lóc cúng kiến rồi cũng vô thiêu nọ đồ, đồ lòng mình ông b không làm không có chuyện gì nhưng mà ông a thì gặp y chang ông b nào mà ông cũng chạy ra đó cũng quấn kỹ ra đến đó cũng tới tìm vàng thậm chí là cái bà, bà bà, bán vàng bà còn nói bà kêu nói ông có ông ông có anh em gì với cái ông nãy mà sao hai người đến đây gì nói bán vàng gì mà tới móc túi ra nó bị rớt ngoài đường là sao trời ơi, tiệm vàng chứ không phải là, là cái chùa đâu muốn ra ra ông vô vô muốn nói gì muốn bán bán không bán thôi à là cũng cũng đầu rồi cũng chạy về thì khi mà ông ma chạy về đến chỗ lò thiêu đó thì ông b em cũng đã thiêu xong rồi tại vì cái lò cái, cái cái tiệm vàng nó cũng cách lò thiêu cũng năm bảy cây 10 cây số đã về đến đây là khách khứa nọ đồ cũng đã xong xuôi ông b em hỏi sao mày bán được chưa mà bán được chưa nó chưa mày ơi tao làm rớt đâu mẹ nó rồi đã thì cũng y chang nữa cũng điệp khúc rồi đó kìa không trời ơi trời mấy triệu bạc đó Mày kiếm trong người mà kiếm trong người lại đúng nằm ở trong túi nữa nó cứ như vậy đó. đó nhưng mà hai ông lúc này bọn biết là cái đồng tiền nó che mắt đi làm nó là đợi đừng nó tình người mà còn bỏ được chứ đừng nó là ma, ma là không có không có xi si nhê gì với cái chuyện mà tiền bạc hết chứ. À, rồi ừ, để uh, ngày mai tao với mày chạy ra bán thì rồi thì như mọi người biết là bán cũng không được đến ngày hôm sau thôi mình cũng kể vắn tắt luôn hôm sau hai ông cũng chạy ra đó hai ông cũng chạy mà đi tiệm vàng khác tại vì đi tiệm vàng kia sợ chửi cũng chạy ra lục trong người này nọ đồ cũng không có mà cứ về đến nhà lại có chiếc nhẫn đó thì lúc này hai ông cũng thấy hơi kỳ kỳ hai ông mới để chiếc nhẫn để lên trên bàn hai ông ngồi giờ Hai ông mới đồng ý kỳ cho ta nhẫn này làm như nó không có muốn bán hay sao cái bắt đầu ông b thì ổng là ổng ổng có tập ông ông b ông nhát ma à, ông ổng ổng cũng hơi sợ sợ thì ổng mới nói nó ê coi chừng cái ông hôm bữa đó ổng không có cho bán mày ơi thôi giờ đem lại trả cho ổng đi nó mày khủng mày thôi nó bây giờ tự nhiên trả cho vợ mày biết ổng làm nghề gì không ổng làm chủ tiệm gạo trong chợ đó từ đời cha ông để lại ông giàu lắm trời ơi thôi 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 vậy giết nhẫn này có suy nhê gì ổng đâu giờ đem về đó cái uh, vợ ổng cũng đem đi nuôi chai hết trơn chồng chết vài bữa nữa uh, dẫn trai tới nơi giờ thôi thôi để đi ông mắng từ từ ông mới bây giờ để đi rồi đâu Cứ chừng cứ uh, tới bốn chín ngày của ổng hay sao đó thì để ông siêu thoát hay là ổng đi vô chùa hay gì đó rồi, tao mày đi bán sao vậy thôi chứ có gì đâu đó là vẫn cố chấp vẫn gán giữ lại cái nhẫn vàng đó thì rồi, trong lúc thời điểm chờ đợi như vậy là đến cái ngày thứ bảy khi mà ông Trần ông mất là mình nói là cái ngày thứ sáu là hai ông A, ông B để ông gặp. Cái hôm thứ sáu, cái hôm ngày thứ sáu đó là cũng có người và lúc đó là cũng 11, 12 giờ trưa là người người ta, người ta có đặt trước rồi là người ta có tới, người ta mới đem cái 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 quan tài tới để mà người ta gửi để mà thiêu. Thì uh, trong lúc mà, mà mà thiêu như vậy đó thì cái này là kể chi tiết vô cái cái nghề thiêu như vậy ha. Thì khi mà bỏ vô đó thiêu như vậy đó thì bắt đầu là sẽ có những cái cây sắt à, là hai ông sẽ đứng ở đây bắt đầu lui khui lui khui vô để vén vén tại vì bỏ một lần là nguyên một cái quan tài vô trong đó như vậy hay sao đó thì phải vén 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 này nọ đồ để mà chừa lại những cái gọi là cái cái cái, cái cốt đó mọi người ha đó là, là như vậy đó cái cái gọi là cái trò cốt đó à, thì cái lúc này cả hai ông đều thấy. đang lum khum lui hôi lui hôi cầm cái cây vén 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 như vậy cái lúc đó là hài cốt nó chưa có trái, có là nguyên cái bộ xương này nọ đồ á lúc đó khi mà đứng đứng nó nhìn nhìn nó nó ra cái bốc mùi rất là hôi lắm rồi thì khi mà nhìn như vậy thấy rõ ràng nha nguyên cả một cái xác nó bật dậy nó bật dậy ở trong cái lò thiêu mà chật chội với lắm kìa mọi người bật dậy một cái như vậy nhưng cái gương mặt của cái xác chết đó lại là gương mặt của ông thịnh cái một cái gương mặt mà nó cháy xém mà hai con mắt nó lông sòng sọc sòng sọc, sọc mà cứ mọi người biết là con mắt mình mà không có cái miếng mắt giống như mình là mọi người bắt mắt vậy nè à, giống như mình là không mắt hai mắt nó bự nó giống kiểu như vậy nè đó mà cứ nhìn lôm, lôm 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 vô mặt của hai ông trời ơi hai ông tá quả tâm tin hết trơn nha bắt đầu là mới giục cái cây sắt nó mới bỏ chạy luôn ở đây trời ơi tôi người nhà ta đang anh ơi anh chết anh ơi than khóc mày nọ đồ tùm lum tùm la tự nhiên không thấy hai ông đang thiêu tự nhiên bỏ chạy người nhà cũng không biết gì mà đó dạ 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 đang thiêu chồng tôi mà làm gì vô thiêu nữa đi chứ tôi bỏ chạy đó thì hai ông này dứt quyết là không quay lại là không quay lại luôn đó là cứ để ở trong đó còn cái chuyện mà sau đó rồi cái chuyện mà cái cái người đó đó họ thiêu như thế nào thì mình không biết nha chỉ là hai ông bỏ chạy về nhà trường như vậy mạnh ai nấy chạy về nhà em thì khi mà chạy về nhà là cả hai ông không có liên lạc với nhau nữa mới ngồi ở nhà rồi là hai ông bắt đầu là cũng đã cũng đã đấu tranh tâm lý rồi cũng đã nghĩ ở trong bụng nói, bây giờ sao giờ trời nên trả cái nhẫn vàng nó hay sao là kiểu kiểu như vậy không thì đang suy nghĩ suy nghĩ như vậy đến tối hôm đó nằm ngủ thì cả hai người gặp một cái bức chim bao y chang như nhau luôn hay ông khi mà đem nhẫn lại trả hay ông kể cái giấc mơ là như vậy cả hai người đều thấy gặp giống nhau là cũng như là trong giấc mơ của ông b ông b cũng gặp ông a mà trong giấc mơ của ông a ông a cũng gặp ông b luôn mọi người tưởng tượng không là cả hai ông nói là trong cái giấc mơ đó cũng thấy là người nhà của ông thịnh tới là quay trở về cái lúc mà khi mà người nhà đem vào mùi heo kiểu như là tối tối như vậy là đem vào để mà đem cái quan tài vào Kiêu thiêu thiêu gấp như vậy đó đã nhưng trong giấc mơ thì hai ông lại không có nhớ là ông thịnh này ông đã mất và mình đã từng ăn cắp chiếc nhẫn của ông thịnh này không mày nhớ thì lúc đó hai ông mới là khi mà sang qua bên cái chỗ mà cái độ đẩy đẩy vô trong cái lò thiêu như vậy thì khi mà để lên trên đó thì hai ông nói trong giấc mơ là đẩy chật ruột sau là cái quan tài nó mới bị ngã ra À, thì khi mà quan tài mới bị ngã ra như vậy thì cái cái xác nó mới lăn ra khỏi cái quan tài luôn thì khi mà lăn qua như vậy rồi thì bắt đầu là cái xác nó mở trận tròn con mắt lên và nhìn hai ông và đúng y như là cái gương mặt mà hai ông đã thấy buổi sáng hôm đó và ở trong cái lò thiêu đó mà ông thịnh ông về ông giả dạng làm cái xác đang trong cái lò thiêu đó nha mà trận banh hai con mắt kiểu như mất hai con mắt như vậy nè à, trận ra mới nhìn hai ông như vậy đã là một cái giấc mơ tuy là nó rất ngắn hai ông nói là cái giấc mơ nó 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 nó, nó, nó ngắn dữ lắm ngắn luôn đó nhưng mà nó rất là kinh dị lăn ra bắt đầu hai ông nhìn cái cảnh như vậy mặc dù là trong cái giấc mơ thì hình hài nọ nó, nó răng cổ rất là đàng hoàng không quần áo đàng, đàng hoàng chứ không phải là đốt cháy gì cả đó là hai ông giật mình nữa đi đó là ông này bắt đầu gọi ông kia thôi mày ơi sáng hôm sau đi qua nhà hình như theo như tao nhớ không lầm hôm nay là cái thất đầu tiên của ông thịnh Thôi đem nhẫn qua trả đi Kiểu này nuốt không trôi đâu Chứ để kiểu này rồi đó nha Ừ thì mày nói là hết 49 ngày Nhiều khi ổng đi siêu thoát Mà từ đây đến 49 ngày là còn tới 6 cái thất nữa Còn đến mà còn tới 42 ngày nữa Mà ngày nào ổng cũng về ổng 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 hù ổng chọc kiểu đó thôi Chắc tao chết có mấy triệu bạc à. Đúng là bằng mấy tháng lương đó. Nhưng mà thôi ghê quá Thôi trả đi trả đi trả đi À rồi thì vậy là thống nhất bắt đầu sáng hôm sau là hai ông mới đi tới Đó thì tại vì nguyên một đêm không có ngủ đâu rồi mấy ngày nay bị gặp cái chuyện ma như vậy nữa Đó quần áo xốc xếp tóc tai bù xù tới đó bắt đầu mới ngồi kể lại câu chuyện Cái câu chuyện mà hồi nãy giờ mình kể chính là cái câu chuyện mà cả hai ông Đó là người thưa kẻ gửi nối lại cho người nhà của ông Thịnh nghe Nguyên văn nó là toàn bộ là như vậy đã thì cái lúc đó thì uh, người nhà lại cũng càng cũng tức tuổi tại vì như vậy nè người nhà nói là theo như những người bạn những người mà người ta chứng kiến người ta nói là ông thịnh ông thịnh này đó ông chạy xe rất là ẩu ông ông đụng vô xe tải rồi ông phải kiểu như xe tải rồi, phải bắt đền này nọ nọ kia tùm lum tùm lá trơn tội nghiệp người ta trong khi là lỗi là giỏi đó do ông thịnh thành ra là người nhà cứ đâu đấu hoài nói ủa ông này đó giờ tật ông có rượu chè mà ông phải trẻ trâu đâu ông thịnh năm đó cũng bốn mươi mấy rồi vợ con đề quê tự nhiên không chạy xe lạng là nách làm gì tới bây giờ khi mà hai cái người này trả cái nhẫn thì bắt đầu người nhà mới vỡ hòa nó à, à thì ra ông Thịnh này ông đi mua nhẫn vàng ông về ông để dành đó ông ông nghĩ cất giữ ông ông làm tài sản nó thành ra ông sợ bị cướp bị bóc ông mới chạy nhanh như vậy và mới gây ra một cái cớ sự nói nôm na là ông vì gia đình à, ông đem đồng tiền về cho gia đình đã gấp gáp như vậy nên thành ra ông mới xảy ra một cái cớ sự như vậy thì tôi đương nhiên thì đương nhiên là cũng lấy lại chiếc nhẫn đó rồi bắt đầu mới để đằng sau lưng cái bức di ảnh của ông Thịnh đó chứ uh, cũng đâu có trách mắng hai cái người kia đâu hai người kia thì cũng lại cũng thấp nhang cũng xin lỗi thì đã là người ta cũng làm trong những cái cái, cái nhiệm vụ cái cái công việc đó rồi thành ra tới đó thấp nhang cũng nói văn nói vẻ ờ là thôi anh ơi tha lỗi cho tụi tôi tại vì tụi tôi nghèo khổ quá làm cái nghề này ha thấy vậy chứ cũng nóng nực dữ lắm đó là tháng không có bao nhiêu tiền trơn thành ra là tôi tu, tôi cũng tính lấy về lo vợ con thôi nay anh anh muốn lấy lại thôi tôi trả anh đừng có hù chọc tôi nữa tôi sợ lắm rồi đã cũng nói xong rồi cũng thấp nhang lên sau đó là cũng đi về hả mọi người ha đã rồi thì đó thì sau đó trở về sau thì cũng thôi thì à, tới hiện tại bây giờ thì à, cái 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 cô mà vợ của anh Thịnh của ông Thịnh nó bây giờ là cũng đã hơn 50 rồi vẫn tiếp tục bán gạo và cũng đưa lại cái nghề đó là có nghĩa là hai đứa con của ông Thịnh cũng nói nghiệp luôn hai đứa nhỏ bây giờ chắc cũng theo không trong chuyện thì không có đề cập nhưng mình nghĩ ước lượng cho tới thời điểm bây giờ mình nghĩ là chắc cũng đã ra trường thậm chí là có thể nói là cũng gần gần bằng tuổi mình luôn chứ không chừng à nhưng mà mẹ có nói là bây giờ cả đình vẫn tiếp tục là bán gạo như vậy nhưng cái câu chuyện đó đó, đó là À, điều, cả một sớm đều biết tại vì chính cái người vợ của ông thịnh là đi nói là ừ thôi đừng trách chồng tôi à, thật ra hỏi chồng tôi không phải đua xe lãng lách gì đâu mà đụng xe tải đâu ừ là chồng tôi đi mua vàng không tin thì hỏi hai ông trong đò thi ông a ông b đó đó là cấp vàng của ông ông đòi vậy vậy đó à, ông mua vàng ông sợ bị cướp giật ông mới chạy về lẹ lẹ mới gây cớ sự như vậy thôi đừng trách quan chồng tôi là lớn tuổi mà còn à, ham vui lãng lách bốc đầu rồi nọ nọ kia thành ra là vì cái câu chuyện minh quan cho chồng nên cả sớm đều biết về cái câu chuyện mà ăn cắp dẫn dàng của người chết là như vậy đó ha mọi người ha đó rồi thôi đó cũng là cái cái câu chuyện của bạn hoa bạn gửi về luôn ha thôi rồi đó cũng là cái câu chuyện uh, cuối cùng của ngày hôm nay luôn ha mọi người em à, thì cảm ơn cái nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này ha thì một lần nữa thì đó hôm nay mình cũng đã quảng cáo sơ sơ về cái khuyết phạm của mình à cuối chuyện này thì mình cũng xin cảm ơn hai vợ chồng sáng nay tối hôm qua đó uh, đã đến đây để mà ghé thăm hít Farm nha sáng nay thì <laughs> mình có nói chuyện với hai bạn một chút nhưng mà cũng chưa có kịp uh, hỏi tên bạn à, thì mình biết chắc chắn rằng tối nay bạn cũng nghe chuyện mà thì uh, cảm ơn cảm ơn hai vợ chồng hai vợ chồng trẻ rất là nhiều ha đã từ ở thủ dầu một bình dương đã lên đến đây đã trải nghiệm một đêm ở ở hit farm ha à, cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều và à, hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở hit farm mình à, mình còn công tác ở đây đến 10 ngày nữa lận đó để hình như là mấy bữa nữa là con cháu nhà mọi người thi cử đầu xong đúng không đang trong mùa thi cử đúng không tại vì á rất là nhiều người nhắn tin cho mình hỏi địa chỉ xong cái hẹn mình cũng buồn, trời ơi hỏi địa chỉ thôi Một hai bữa tới chơi, ủng hộ tôi thì nhiên hẹn cái đó không phải Con cháu đang thi, con cái đang thi Để thi xong là mùa hè này sẽ lên đây chơi Đó, thì hy vọng là à, Hit farm sẽ có, sẽ phục vụ Cho cả nhà được một cái mùa hè à, Vui vẻ dành cho mấy đứa nhỏ mùa nhà, Trời ơi, mấy đứa nhỏ xuống đây mà nó chạy mô tô nước Nó chiều chèo chèo xuồng, chiều chèo súp Mày tắm hồ, nọ đồ là rất là Phê luôn ha mọi người em Thế rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều nha là Xin chào tất cả mọi người